Niềm hy vọng của huấn luyện viên Chusie trở thành cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải trở thành cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam khi được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 400.000 euro. Theo cập nhật mới nhất của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tiền đạo Phạm Tuấn Hải được định giá 400.000 euro, hơn 10 tỷ đồng. Lúc này Tuấn Hải đã vươn lên trở thành cầu thủ Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao nhất, ngang tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Trong lần cập nhất trước đó, Ngôi sao đang khoác áo Hà Nội FC chỉ được định giá 300.000 euro. Việc Tuấn Hải gia tăng giá trị trên thị trường chuyển nhượng cũng là điều dễ hiểu bởi trong thời gian qua anh đang thi đấu khá ấn tượng ở cả cấp độ đội tuyển và câu lạc bộ. Bên cạnh ngôi sao sinh năm 1998, lần này cũng có rất nhiều cầu thủ của tuyển Việt Nam tăng giá trị chuyển nhượng. Trường hợp đầu tiên có thể kể đến là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Khi giá trị chuyển nhượng của anh tăng từ 75.000 euro lên 175.000 euro, hơn 4,4 tỷ đồng. Những cái tên như Giáp Tuấn Dương, Văn Việt, Võ Minh Trọng, Huất Văn Khang, Thái Sơn hay Phan Tuấn Tài đều có sự gia tăng nhẹ. Ở đợt cập nhật này, trong thành phần đội tuyển Việt Nam chỉ có tiền đạo Nguyễn Tiến Linh là bị giảm giá từ 350.000 euro xuống còn 300.000 euro, hơn 7,6 tỷ đồng. Thời gian gần đây, dù được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam nhưng chân sút người Hải Dương vẫn thi đấu khá tệ. Trong màu áo Bình Dương, Tiến Linh thậm chí còn đứng trước nguy cơ đánh mất vị trí chính thức sau những màn trình diễn gây thất vọng. Trong khi đó, những ngôi sao như Quế Ngọc Hải, Văn Toàn, Bùi Hoàng Việt Anh, 300.000, Đỗ Hùng Dũng, Đặng Văn Lâm, 250.000, không có sự thay đổi về giá trị chuyển nhượng.